Hãy nói lời tạm biệt với các phương pháp hút bụi truyền thống và chào đón sản phẩm máy hút bụi hoàn toàn mới mang tên HO Vactable. Sau hơn 50 năm phát triển, đây là sản phẩm máy hút bụi gia dụng đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ lọc bụi qua nước mang tính đột phá. Sản phẩm là một hệ thống tối ưu tích hợp đa tính năng: hút bụi ẩm, hút bụi khô, lọc không khí, lọc qua nước hoàn toàn không bao giờ bị tắc, lực hút cực mạnh. HO Vactable được thiết kế nhỏ gọn, đa tính năng để trở thành sản phẩm gia dụng đầu tiên sử dụng sức mạnh của công nghệ lọc bụi bẩn qua nước. Chỉ cần đổ nước máy thường vào bình, đó là toàn bộ những gì bạn cần để hút sạch mọi bụi bẩn trong ngôi nhà mình. Hoàn toàn khác biệt với các loại máy hút bụi thông thường, HDO Vactable hút và giữ lại toàn bộ bụi bẩn vào trong bình nước kín. Do vậy sẽ hoàn toàn không còn bụi phát tán trở lại gây tắc động cơ và giảm lực hút của máy được kết hợp với bộ lọc HEPA tiên tiến nhất hiện nay, máy có khả năng giữ lại đến 99,9% các chất bụi bẩn, chất gây dị ứng có hại lơ lửng mà các máy hút bụi thông thường khác thổi phát tán trở lại không khí. Nhờ đó, HDO bầu giúp lọc sạch bầu không khí mà bạn và người thân trong gia đình hít thở. Máy không chỉ hút sạch mọi bụi bẩn mà bắt thường nhìn thấy, mà cả những bụi bẩn siêu nhỏ tạo tác dụng hút bụi sâu. Kết quả phân tích của một phòng thí nghiệm độc lập, danh tiếng trên các sản phẩm máy hút bụi đắt tiền cho thấy lực hút của Hario Vactable mạnh gấp 3 lần lực hút của các loại máy hiện bán chạy nhất trên thị trường. Thật không thể tin được. Bộ sản phẩm đầy đủ bao gồm các phụ kiện, một ống nối rất nhẹ giúp bạn hút bụi những chỗ xa khó chạm tới. Bàn chải nhỏ tiện lợi cho công việc hút bụi các khe nhỏ giữa và sau ghế đệm. Một bàn chải ngang phù hợp hút bụi các chi tiết nhỏ. Một bàn chải lông mềm lý tưởng cho hút sạch bụi trên các loại vải sợi tinh tế. Một chỗ cao su phục vụ công việc hút sạch chất lỏng đồ tràn. Máy hút còn có nhiều tính năng linh hoạt khác, chỉ cần lắp ống vào lỗ xả, máy sẽ biến thành một máy thổi cực mạnh. Bộ linh kiện còn có các đầu van thổi để gắn vào các vật dụng bơm khí như giường đệm hơi, các loại đồ chơi khác. Hãy nhìn đây, một hệ thống hút bụi chuyên nghiệp với các tính năng tương tự có giá hàng ngàn đô la, nhưng chỉ với một phần nhỏ số tiền đó, bạn đã sở hữu một bộ sản phẩm đầy đủ với nhiều tính năng hút thổi vượt trội. Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm.